Tưng bừng khai trương trung tâm thương mại Sense Market lần đầu tiên tại Cái Bè, Tiền Giang, ngày 30 tháng 12, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co-op SCID chính thức khai trương đưa vào hoạt động trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè và siêu thị Co-op Mart Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sense Market là trung tâm thương mại đầu tiên có mặt tại thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sự kiện này còn là một cột mốc quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Sài Gòn Co-op, tổ chức hợp tác xã thương mại hàng đầu Việt Nam. Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè và siêu thị Co-op Mart Cái Bè được xây dựng với tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng gần 5.000 m2, bao gồm khu siêu thị tự chọn kinh doanh hơn 30.000 mặt hàng thiết yếu cùng các dịch vụ vui chơi giải trí, khu ẩm thực. Cùng với hệ thống 4 Co-op Mart tại tỉnh Tiền Giang, Co-op Mart Cái Bè cũng là điểm kết nối và đưa các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương như hạt mắc ca, hạt điều lụa, quýt Cái Bè, cam sành Cái Bè, v.v. đi khắp mọi miền đất nước. Trung tâm thương mại Sense Market Cái Bè nói chung và siêu thị Co-op Mart Cái Bè nói riêng sẽ tạo nên một điểm mua sắm giải trí quy mô và tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang. Sense Market Cái Bè là trung tâm thương mại thứ 5 thuộc hệ thống chuỗi trung tâm thương mại Sense do công ty SCID khai thác, quản lý và vận hành. Đây là mô hình trung tâm thương mại mới do SCID tập trung nghiên cứu với nhiều tâm huyết và kỳ vọng trở thành công trình xanh tổ hợp mua sắm giải trí giữa lòng Tiền Giang, mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân địa phương và các nơi lân cận. Sense Market Cái Bè là dự án khởi đầu cho chiến lược phát triển mở rộng chuỗi trung tâm thương mại Sense của SCID trong thời gian tới. Trong dịp khai trương, trung tâm thương mại Sense Market cùng các đối tác triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua sắm diễn ra xuyên suốt từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2024.